Hi, Long mến chào cô chú anh chị em cho tất cả mọi người buổi sáng nha. Thì thường ngày thì trời mà không mưa á, lên sân thượng thì công việc của Long thì cũng vậy thôi. Cứ lên nào quét nền xong rồi đi chăm dâu. Bây giờ thì Long đi lấy ngó dâu nè. Thì những cái cây dâu ra tay tiết này á, nó ra ngó nhiều quá thì ngó nó cũng mập mạp nè, lại mưa á. Rồi bắt đầu nó ra rễ nè, mình không lấy cái nó héo rễ cho nên là tranh thủ lấy ha. Nó thì con lấy ngó dâu á, con hay lấy cái cây tre nè, tấm tre nè, để ghim cho nó chắc cái cây, cho nó khỏi phải gió nó lung lay á, ảnh hưởng tới cái rễ, là cái rễ nó không có ra ha. Cho nên là mình lấy ngó là phải ghim cho nó chắc cái ngó này xuống nè. Cái ngó dâu mà nó bị lung lay rồi là cái rễ nó không có phát triển xuống. Cái dâu dâu Đài Loan này, cái giống dâu Đài Loan này đó, vẫn ra bông ra trái bình thường. Khi mà vô cái mùa mùa trái á thì cái giống dâu Đài Loan nó ra trái đơn nha, nhưng mà khi mà vô cái mùa hè rồi á, nó mà ra bông là nó ra trái chùm, hai trái chùm giống như là cái dâu dâu Nhật vậy á. Nó không ra trái đơn nữa mà ra trái chùm. Giờ trước tiên á, Lân hay lấy dâu bạch tuyết, giống bạch tuyết nhiều ha. Nó ra rễ nè, rễ trắng hết trơn luôn, tranh thủ lấy trong hồi nắng lên á cho nó héo. Chim nó lên nó mổ dâu. Đây cũng là cái ngó bạch tuyết nè. Thì thường thường Long hay lấy ngó là những cái ngó mà nó có cái ngó ở đằng sau này nữa, Long hay ngắt bỏ. Tại vì nó cây nó còn nhỏ, Long tập trung nuôi cái cây ngó đây ha, để cho nó phát triển cho nó mạnh. Rồi để cho nó khỏe thì rồi mình phải lấy thêm ngó nữa. Luống dâu của Long mấy ngày nay trời không mưa á, cái nó lên cũng rất là đẹp. Đây cũng là do bạch tuyết nè, là thấy cái cây á, cái dâu á nó bị đen hết trơn là do gió quá hả. Mấy bữa trước gió quá trời gió luôn, gió nó bị thổi nhiều giống như bão vậy, bắt đầu nó hư hư lá hết trơn, nó gãy lá rồi nó đen lá ha. Cho nên là các bạn trồng dâu thì nếu có thể tránh được gió ha thì nên tránh, cái gió thổi nó ảnh hưởng rất là lớn với cái cây dâu tây luôn. Lá mà nó bị hư gì là nó chậm phát triển lắm. Mình cố định để vô đây. Rồi còn dâu ở trên kệ nè. Có cái chậu bông thọ đẹp chưa? Vàng thật luôn. Nhưng mà bông hơi nhỏ thôi ha. Đây, Long thấy cái dâu Nhật Hana, không biết ở bên Việt Nam mình thì trồng nó phát triển như thế nào, nhưng mà chỗ Long trồng ở đây á, Long thấy nó lên không có đạt lắm, cây nó rất là yếu luôn, nó không có tốt như là cây Nhật thường hay là như cây anh đào. Long thấy nó lên nó cằn cỗi lắm, nó không có được mạnh. Còn không biết ở bên Việt Nam mình thì các bạn trồng như thế nào, Long không biết.
Nhưng mà Loan thấy Loan chồng, Loan thấy Nhật Hana này rất là khó chồng luôn. Còn về mà chịu nhiệt á, thì ở trong vườn á, Loan chồng Loan thấy cái cây anh đào chịu nhiệt rất là tốt. Rồi tới cái dâu Đài Loan cũng chịu nhiệt cũng rất là tốt luôn. Hai loại giống này nè, nó chịu nhiệt tốt mà nó phát triển rất là đẹp. Nhất là cái anh đào á, nó kháng bệnh rất là khỏe luôn. Cái cây anh đào nó kháng bệnh giỏi lắm luôn. Ở trong vườn Loan trồng cũng rất là nhiều loại giống, cũng như là dâu Nhật Hana nè, Nhật Thường nè, rồi anh đào nè, Ngọc Trai nè, Bạch Tuyết nè, rồi Mỹ Hương nè, rồi có một loại giống nữa, nó cái trái cây nói là thôn Loan thường nhắc là hàng xóm cho mà nó không biết loại tên, cái tên nó tên gì, nhưng mà ăn trái rất là ngọt luôn ha. Cái trái của nó ra cái đuôi nó nhọn nhọn nhưng mà trái thơm ngọt lắm. Thì cũng trồng rất là nhiều loại, nhưng mà Loan thấy cái anh đào là trồng với cái mùa hè thì nó chịu nhiệt rất là giỏi, rồi nó kháng bệnh rồi, nó kháng bệnh rồi, sâu bệnh rồi cũng ít nữa. Loan thấy cái loại giống anh đào này các bạn nên trồng, rồi ra trái, tới mùa ra trái nó trái cũng rất là nhiều, nó sai trái lắm luôn. Tới mùa hè này nè, nó ra bông ra trái cũng nhiều lắm. Đây cho các bạn xem đây nè. Tới mùa hè rồi mà nó ra bông ra trái cũng rất là nhiều luôn. Nó cái anh đào á thì Long thấy các bạn nên tham khảo trồng anh đào. Còn Bạch Tuyết thì Long thấy vô cái mùa hè này á nó bị chỉ cũng rất là nhiều luôn. Nó kiểu như là nó kháng bệnh cũng không có mạnh bằng anh đào đâu. Rồi chỉ hả, nó cũng dễ tấn công nữa. Rồi cái dâu Nhật Hana cũng vậy nè, cái dâu Nhật Hana Long thấy là chỉ nó tấn công rất là dễ dàng, nó ăn nhiều hơn là cái dâu anh đào. Cho nên là theo Loan chồng Loan thấy thì các bạn vào mùa hè mà muốn chịu nhiệt và kháng bệnh đồ, kháng bệnh sâu bệnh đồ ít thì nên trồng anh đào. Loan thấy anh đào trồng rất là tốt và cảm thấy là nó dễ chăm hơn nữa. Rồi đó là cái Loan cũng chia sẻ về cái dâu anh đào. Còn nếu mà theo như Long muốn trải nghiệm, Long muốn chia, muốn lựa chọn để trồng, thì cái suy nghĩ của Long là trồng thứ nhất là chọn dâu anh đào, thứ hai là dâu Nhật. Thì dâu Nhật Long thường hay trồng, là không biết Nhật này kêu bằng Nhật lùng hay Nhật gì thì Long nói Nhật thường thôi. Thì trong vườn có Nhật Hana với cái loại Nhật Long thường trồng đó, và cái dâu Nhật đây, thì hai loại giống đây, anh đào, dâu Nhật, thứ ba nữa là cái giống dâu Đài Loan. Thì ba cái loại giống đây thì Loan thấy nó chịu nhiệt rất là tốt luôn, nó gió mùa hè mà nó chịu nhiệt rất là tốt luôn, nó cây nó vẫn khỏe vẫn tốt bình thường. Đó là theo trong vườn của Loan, Loan trồng Loan thấy ha, thì Loan muốn chia sẻ cho các bạn xem và tham khảo nha. Còn vô mùa trái á, thì muốn trồng cái loại nào để cho nó ngon, nó ngọt, nó thơm thì Loan thấy á, ngọt nhiều thì giống như là dâu Bạch Tuyết nha. Bạch Tuyết không thơm nhưng mà nó ngọt, vị ngọt rất là ngọt luôn. Rồi tới nữa muốn thơm thì cái dâu anh đào nó. Rồi tới dâu Nhật, Nhật Hana thì Loan thấy Nhật Hana cũng rất là ngọt, rất là ngon luôn. Nó rồi tới cái dâu mà Loan thường trồng là nói hàng xóm cho, nó không biết cái tên thôi. Đó. Thì nói chung các loại dâu thì mình trồng mình muốn ăn cho nó ngọt thì mình để cho nó chín nó mùi thì nó ngọt thôi. Còn nếu mà nó vừa chín tới, bất cứ loại trái gì cũng vậy, vừa chín tới thì nó vị chua nó nhiều, cũng muốn ăn cho nó ngọt thì mình để cho chín cho nó thiệt mùi ha, mùi thì nó ăn nó ngọt nó thơm hơn đó. Còn nếu mà chịu nhiệt thì Lân cũng chia sẻ là có ba loại giống đó rất là dễ trồng, nhất là anh đào. Anh đào nó chịu nhiệt giỏi và kháng bệnh kháng sâu đồ nó cũng rất là tốt luôn. Lân thấy cận giống dâu anh đào trồng với mùa hè thì rất là tốt. Rồi hôm nay Long chia sẻ tới đây ha. Muốn chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người ngày mới thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe nha. Rồi Long tạm dừng video ở đây nha. Bye bye.